Chào cả lớp. Ngày hôm nay tôi có một thông báo dành cho các em. Đó là lớp chúng ta lại có một thành viên mới. Mà điều đặc biệt của thành viên này là gì? Em này là một học sinh cá biệt. Tôi không hiểu tại sao cái lớp của chúng ta đã có rất là nhiều học sinh cá biệt rồi, mà thầy hiệu trưởng lại có thể là cho thêm một em học sinh cá biệt vào đây. Theo tôi nghĩ là thầy đánh giá cao cái năng lực của tôi. Đấy, sở dĩ như vậy nên tôi cũng rất là hãnh diện. À, đây, em Hoàng Nam, mời em vào đây. Ồ, chết rồi. Cái thằng đại ca năm đen sao lại nó di chuyển vào lớp mình vậy ta? Chết rồi. Chuyện này thì mình chết rồi với nó rồi. Ôi cô ơi, cô ơi, cô ơi, cô đừng cho ngồi đây không? À, em Hoàng Nam, em ngồi vào chỗ của em Su Hào nha. Chỗ đấy có cái ghế trống đấy. Ok, chúng ta bắt đầu tiết học rồi đi. Ai ơi, bạn Hiền, bỏ tài xuống. Còn nhớ tao là ai không? Dạ, nhớ không? Đại đại ca ca na nam đen chứ ai nữa. Dạ dạ dạ. Ơi, lâu ngày chưa gặp mày kể từ vụ mày cho anh ta mấy cú rồi đúng không? Dạ dạ dạ. Em xin lỗi đại ca. Em không cố ý đâu đại ca. Ừ, không cố ý chả lẽ cố tình với đại ca mày sao? Dạ. Thôi, dù gì tao mày cũng là bạn nhau. À, tao cảm ơn mày vụ bữa giúp má tao nha. Ủa, em giúp má anh hồi nào anh? Là cái vụ bữa má tao á, bán vé số bị người ta cướp á. Cái mày giúp má tao à, cho nó làm gì đó, nhớ chưa? À, hóa ra là má anh là cái bà cu kia hả anh? Mà sao má anh nhìn già vậy? Mày nha, má tao dưới quê khổ lắm, lũ lắm, nên già nhanh lắm, không có bằng như người thành phố, hiểu không? Dạ dạ dạ, à hóa ra là vậy. Sao mày run dữ vậy? Mày còn sợ tao hay gì? Dạ dạ dạ, đại ca, em vẫn sợ đại ca đó đại ca. Tại vì không biết sao cứ ngồi gần đại ca là em thích run run rồi. Vậy bây giờ còn cách nào để mày hết sợ tao không? Dạ dạ, hình như em nghe người ta nói á, là sợ cái gì á, là phải thực hiện thử thách thì mới hết sợ được anh. Vậy thử thách nào? À, bây giờ anh á, là ai gặp anh thì cũng gặp số đen đúng không anh? Đúng rồi, anh cũng gặp. Vậy thì anh phải thực hiện thử thách của em, đó là anh phải ăn đồ màu đen trong vòng 24 giờ thì mới giải hóa được cái lời nguyền số đen của anh. Rồi ok. Dạ dạ. Vì mày đã giúp má tao. Dạ. Nên tao sẽ chấp nhận thử thách này của mày. Dạ dạ. Ok, bắt tay thực thi đi. Các bạn ơi, để phá giải lời nguyền cho đại ca Nam Đen á, thì tụi mình đã đưa ra thử thách dành cho đại ca Nam Đen, đó là 24 giờ ăn đồ màu đen các bạn nhé. Và mình cũng có thử thách dành cho các bạn, đó là thử thách 5 giây. Trong vòng 5 giây các bạn hãy kéo xuống và like cho video này nha. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ, yeah. Đại ca ơi, đại ca đã sẵn sàng chưa? Rồi, đại ca Nam Đen là tất nhiên là phải sẵn sàng rồi chứ. À, bây giờ để em chuẩn bị đồ cho đại ca nhé. Ok, nhanh lên, đại ca đừng đói đây. Dạ dạ dạ. Đầu tiên, đó là một cái hộp xúc xích đó, màu đen. Vỏ bên ngoài màu đen luôn nhé. Mà không biết là bên trong có màu đen hay không, tí nữa mình bóc ra sẽ biết được. Đây, có vẻ ngon, hấp dẫn này à. Và cái thứ hai, đó là một cái hộp bánh bánh gấu màu đen. Hình như là bên trong là sô-cô-la. Là kẹo sô-cô-la màu đen đó. Đây. Thứ ba, đó là một chai nước Coca-Cola. Nhưng mà là hương vị cà phê. Cái này là cà phê là đã màu đen rồi, trộn với Coca cũng màu đen sẵn rồi, là rất là đen luôn. Đó. Và cái này vị này khá là lạ. Cái này em cũng chưa được thử đâu đại ca. Đại ca cũng chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Và đây, đây là một hộp bánh snack. Đó, cũng màu đen luôn nè. Và hình như là có hương vị là táo hay sao? Rong biển. Rong biển. Đó. Tiếp theo là một gói mì. Đây là gói mì cay tương đen. À. Và tiếp theo đó là Snickers. Đây là một cái Snickers như là kẹo sô cô la sao đại ca. Rồi, ok. Đây là những cái món ăn mà đại ca sẽ thử thách trong 24 giờ. Xin chào các bạn. Ta là đại ca Nam Đen đây. Bây giờ đại ca Nam Đen sẽ thực hiện thử thách 24 giờ ăn các đồ màu đen. Bây giờ đại ca Nam Đen đang suy nghĩ không biết chọn cái nào để ăn trước cả. Thôi thì
Đại ca Nam Đen sẽ lấy xúc xích heo đi nha. Nhìn có vẻ màu đen nhưng mà không biết bên trong có màu đen không nữa. Thôi đại ca Nam Đen sẽ mở liền ngay các bạn ha. Wow. Đại ca nhìn hấp dẫn không đại ca? Tao thấy ghê ghê sao sao mày ơi. Sao ghê đại ca? Thấy gì cũng màu đen, số bên trong cũng màu đen nữa nè. Thôi, tao nghi lắm nha. Cái này tao nghe mùi lắm á. Sao sao đại ca? Bữa mày cho tao mấy nhiêu lần rồi. Thôi thôi thôi, tao cho mày mở đi. Tao không dám mở đâu. Ơi em làm gì trong đại ca, cái này là em thực hiện thách đại ca thật mà. Ui giời ơi. Để em ăn trước cho đại ca xem nhé. Rồi ok. Em sẽ vắt ở đây, cái này là giống như là tương ớt thôi đại ca. Tương ớt à? Có cay không? Cay, cay. Thôi, tao nhường mày ăn trước nè. Sợ lắm, sợ có con mày cho tao nữa. Dạ dạ dạ, thôi để em ăn trước cho đại ca xem. Xúc xích thì nó bên trong thì nó không phải màu đen, giống như là bên ngoài cái vỏ nó các bạn ạ. Bây giờ em ăn thử cho đại ca xem nhé. Anh nhanh lên đi. À, chấm ý tí tương ớt này. Mì tương ớt nó hơi chua chua, nó hơi cay cay thôi. Nói chung là rất là nhẹ nhàng. Đó, em ăn rồi đó đại ca ăn đi, okay. Ăn đi. Giờ tới đại ca ha. Nước sốt đúng, chua cay thiệt á. Em ăn hết rồi đại ca nè. Rồi. Ê, cho em thêm cái này vậy ha. Ai cho mày? Hả? Của tao chứ. Sao lúc nãy đại ca kêu em ăn? Tao cho mày thử một cái đi ăn trước thôi. Chứ tao cho mày ăn hết đâu. Thèm quá. Thèm gì mà thèm. Thôi, đợi đại ca ăn xong đi rồi ăn món khác ha. Ngon quá mấy bạn ơi. Đại ca ăn ngon quá. Bậy, tưởng đại ca không thấy hả? Đại ca ăn chứ mắt đại ca vẫn nhìn đó. Cà mất tình quá. Ngon quá. Ngon rồi đại ca. Ghê. Đại ca, bây giờ hay là hai anh em mình ăn thêm một cái này đi. Ăn gì ăn? Tao ăn này buổi sáng thôi, để còn buổi trưa, buổi chiều, buổi tối nữa. Còn lại cho đại ca chứ. Đại ca đang thử thách 24 giờ mà, chứ đâu phải mày làm đâu. Dạ. Vậy thôi đại ca ăn tiếp cái này đi đại ca. Giờ chuyển sang ăn tiếp cái này. Dạ. Trời ơi, bình thường tao thấy bánh gấu người ta bán ngoài siêu thị, người ta có màu hồng, màu vàng, màu trắng, hương vị trái cây tùm lum. Nay mày đưa tao màu đen, tao sợ mất công ăn vô tao bị ung thư nữa chứ. Bệnh nguy hiểm lắm. Giờ tao xé này cơ. Nghe cũng thơm á, nhưng mà tao đưa mày ăn trước đi, để xem có bị gì không, chứ tao sợ lắm. Giờ tao đưa mày thử xem trước đi. Dạ. Nghe cái mùi cũng thơm á, nhưng mà tao thấy nó sao sao á. Dạ, nó màu đen này đại ca. Trời ơi, sao mày muốn màu đen như tao vậy? Để em ăn trước cho đại ca nhé. Đại ca xem nhé. Khoan từ từ. Trời ơi, chưa hỏi em thấy mày ăn ngon cái gì nó sao rồi. Dạ, để em ăn thử miếng này em xem. Tao cho mày ăn thử miếng đó. Rồi, nghĩ nó sao? Ê, khoan nha, từ từ mày trả lời tao rồi hả? Mày không được ăn. Nhưng mà em chưa cảm nhận được, để em ăn tiếp cái này xem. Cho mày lần cuối á. Để em cảm nhận là đại ca, em chưa cảm nhận được. Thôi, đưa đại ca. Để đại ca ăn. Mày cảm nhận là mày ăn riết à. Kỳ quá. Sao đại ca? Cho em thử miếng coi vị như thế nào đại ca. Ồ, mày ăn mấy cái rồi kêu vị như thế nào. Đại ca ăn có một cái rồi chưa biết vị như thế nào, đại ca ăn tiếp nữa ha. Quá, có vị giòn giòn ghê ha. Giòn rồi đại ca. Cái bánh nó giòn. Giòn mà nó vị như thế nào đại ca? Em quên mất cái vị của nó rồi. Vị như thế nào hả? Dạ. Ông kể ra trước không? Kỳ ghê. Mày ca ăn có 3 cái. Cho em ăn miếng nha đại ca. Cho em miếng nữa thôi. Mày ăn miếng nữa chưa? Chiều tối ăn gì? Cũng kỳ. Ngon quá. Ngon hả? Dạ. Thôi đại ca ăn cái nữa ha. Dạ tuôn ha. Cậu ngon dễ thở luôn á.
các bạn ơi. Rồi, ngon, ngon. Ngon mày ăn kem cho ăn. Thôi, thôi cấp, tối rồi ăn tiếp. Giờ mình ăn món khác. Giờ mình ăn gì đây đại ca? Bây giờ còn 1, 2, 3, 4, 4 món. Giờ đại ca nghĩ là chúng ta sẽ ăn món chính đi. Ăn chính xong chúng ta lại ăn món phụ tiếp. Món chính nè. Món chính là món này đại ca. Chính xác, đó là món mì. Sao đại ca? Tao đang chế thì tự nhiên tao thấy cái đây ghi là mì khô trộn tương đen mà sao trong đây là mày bảo tao là phải chế nước đầy hết. Ôi chết, em quên nhắc đại ca. Ôi tại vì em ở nhà em hay ăn mì nước không à. Rồi, quên mất. Thôi đại ca cố gắng thực hiện thử thách đi. Mày hại đại ca mày quá. Trời ơi. Coi nè. Mày coi nè. Mày coi trong cái bìa người ta nè. Thấy nhìn ngon không? Khô queo khô quắc luôn. Còn mày nhìn cái tô của tao nè. Nó nở tạc lẹt là nước thì vàng, nước thì đậm, đen, mặn gì đâu. Mày chơi tao hay cái gì? Dạ dạ, thứ ba đúng không? Là thứ ba mày chơi tao đúng không? Dạ không phải đại ca. Cái này em thật sự em không biết đại ca. Đúng rồi, cái này ngon thật. Mà nhìn cái này thì ghê. Đó đại ca cố gắng là ghê thích. Vì mày, vì mày đã cắt công mua cho tao nên đại ca mày sẽ thử một miếng ha. Dạ dạ dạ. Đáng sợ. Trời ơi. Sao đại ca? Mày ăn đi, tao vừa mày ăn nè. Mặn quá tao chịu không nổi. Mình đại ca. Thôi, mình bỏ cái này đại ca. Bây giờ nước này đại ca. Đại ca không uống nước là gì? Dạ 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 dạ, để em khui cho đại ca nhé. Đây là cái nước cà phê Coca-Cola. Rất là đặc biệt luôn. Để em khui cho đại ca. Thơm mùi cà phê đó đại ca. Đại ca thử đi. Đại ca thử đi. Đúng thơm thiệt. Dạ dạ dạ. Đại ca uống thử trước ha. Điều này ăn quá được luôn. Ra y chang như Coca nhưng cái mùi vị á thì nó lại có mùi cà phê luôn. Tính ra nãy giờ ăn cái món này tao thấy cái món này là ngon nhất luôn á. Cho em miếng này ca. À, bậy. Ngon hả? Ngon tất nhiên, ngon thì tao kia. Còn muốn mì á, xíu mì mày đói thì mày ăn đi. À thôi thôi thôi, thôi đại ca, khui tiếp cái này đi ca. Ừ rồi. Cái này là bánh gì đây? Đây là bánh snack tayo vị trong biển. À các bạn ơi, khi mà Nam xé xong cái này thì Nam thấy những cái mẫu bánh hình vuông như thế này, vuông mà dạt dài và rỗng bên trong. Thấy rồi. Đó. Có những cái miếng rong biển được rải lên trên cái bánh, nhìn rất là hấp dẫn, là ngon. Giờ đại ca Nam Đen sẽ ăn ha. Ngon lắm các bạn. Trời ngon, ơi. Ngon không đại ca? Ngon chứ. Cho cho em ăn thử với đại ca. Ai cho mày ăn? Muốn ăn thì ra ngoài đi mua. Người đâu mà cho không. Bánh này em thích ăn lắm rồi. Trời em chứ. Nhưng mà đại ca ăn ngon. Nhìn gì nữa. Ê, bậy. Ra ngoài ăn mua kỳ quá. Thôi này ta để dành. Thói ta ăn tiếp nữa. Còn cái này là cái cuối của đại ca đây. Rồi đại ca ăn cái cuối ha. Đây là bánh Snickers. Wow. Bên trong là như là sô-cô-la các bạn ơi. Còn ở ngoài đây hình như là hạt dẻ các bạn à. Nhìn rất là ngon đây. Giờ mình sẽ cắn một miếng ha. Rất là dẻo. Nhân sô-cô-la rất dẻo với cộng với hạt dẻ nữa các bạn. Nó hòa, cảm giác nó hòa tan vô trong miệng mình luôn. Rất là dai. Dính trên, có thể cảm nhận lên dính trên răng mình luôn à. Đại ca, đại ca. Ngon không đại ca? Đại ngon không? Ngon thì có ngon á, nhưng mà nhai vô dẻo quá, nhai vô đau giờ. Đại ca đau răng quá. Đau răng rồi đại ca. Chịu không nổi luôn. Chắc là sô-cô-la nó ngọt quá đại ca. Chắc vậy, đại ca cũng nghĩ vậy. Thôi giờ tao nghĩ hết việc của mày rồi. Mày đi đi. Hết việc của em rồi đại ca. Hết việc rồi.
Tao cảm ơn mày tới đây mày mua vô đồ ăn cho tao. Giờ tao ngồi đây tao ăn thôi. Dạ dạ dạ. Vậy thôi em về nha đại ca. Đại ca con ăn hết nha đại ca. Em về đó. Đúng rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ cho một like nhá. Và đây là những video hay và hot nhất trong tuần của kênh. Nếu các bạn chưa xem thì đừng bỏ lỡ nhé. Ngoài ra, bạn nào chưa là thành viên của kênh Thế Giới Slam thì hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chuông để có thể nhận thông báo sớm nhất khi có video mới nhé. Và bây giờ, Thế Giới Slam xin chào và hẹn gặp lại các bạn.